Kênh Món Ngon Gia Đình xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm sữa chua túi. Và độc đáo hơn là sữa chua hôm nay mình làm sẽ làm với vị của trái bơ. Với cái vị béo béo của trái bơ thì sẽ đem đến cho bạn những chiếc sữa chua túi cực kỳ là ngon và hấp dẫn. Và nguyên liệu mình chuẩn bị để làm sữa chua túi ở đây mình sẽ sử dụng là một hộp sữa tươi như thế này. Một hộp này là 1 lít nha các bạn. Tiếp theo là một hộp sữa chua để mình làm men. Một hộp sữa ông thọ, một hộp này là 380g nhé. Hai trái bơ chín và dây nịt cùng với lại từ bóng để mình đóng sữa chua. Đó là tất cả các nguyên liệu mình chuẩn bị cho món sữa chua túi vị trái bơ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi thực hiện nhé. Đầu tiên thì mình sẽ gọt vỏ trái bơ, sau đó thì cắt nhỏ ra và cho vào trong máy xay để mình xay nhuyễn cái trái bơ này ra nhé. Mình sẽ cắt ra, sau đó thì cho vào máy xay và cho vào đây là 10g sữa đặc để mình xay cho nó dễ hơn. Và cái phần bơ này thì nó cũng có cái vị ngọt một chút. Đó, các bạn xay nhỏ ra, mình xay nhuyễn ra một chút nhé. Đó, đây là cái phần bơ sau khi mình đã xay nhuyễn thì bây giờ mình sẽ cho vào trong cái túi bắt kem. Và sau đó thì bóp vào trong những cái túi bóng nhỏ để mình đóng sữa chua như này cho nó dễ hơn. Các bạn cắt ở cái đầu túi bắt kem ra, sau đó thì mình sẽ bóp vào trong những cái túi bóng nhỏ nhé. Mình bóp vào và sau đó mình sẽ dàn đều ra. Một lát nữa thì mình sẽ đổ sữa chua vào đây. Các bạn cứ bóp và làm như thế cho tới khi hết nhé. Các bạn cứ làm một ít một thôi. Sau đó tí nữa mình đổ sữa chua vào. Thì nếu như thiếu thì mình lại làm thêm. Các bạn bóp nhiều quá thì có khi là nó sẽ bị thừa ra. Cái phần bơ các bạn xay nếu như mà còn thừa thì các bạn có thể dùng để ăn luôn cũng được. Bơ cùng với lại sữa mình xay mình ăn luôn, mình cho trẻ ăn nó cũng rất là tốt. Mình đã cho cái phần thịt bơ đã xay vào tất cả những cái túi để đóng sữa chua của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi làm với phần sữa. Cái hộp sữa ông thọ mình sẽ đục ra, sau đó thì cho toàn bộ hộp sữa vào trong một cái nồi lớn nhé. Mình sẽ dùng là một hộp sữa ông thọ. Và với một hộp sữa ông thọ thì mình sẽ đong một lon này là nước sôi nhé, nước nóng các bạn. Mình sẽ dùng cái lon sữa ông thọ này để đong. Sau đó thì khuấy thật đều lên cho nó tan cái phần sữa đặc của mình ra. Các bạn sử dụng nước nóng, nước sôi nhé. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái phần sữa đặc để mình khuấy cho nó tan phần sữa đặc. Một lon sữa đặc 380g và một lon nước sôi cũng là 380g. Sau đó thì sẽ khuấy đều. Sau khi đã khuấy đều phần sữa đặc, tiếp tục mình sẽ cho hộp sữa tươi vào đây. Hộp sữa tươi này là 1 lít nhé. Các bạn có thể sử dụng những cái bịch sữa tươi nhỏ cũng được. Mình mua hộp như thế này luôn cho nó tiện. Sữa tươi mình cho vào, sau đó thì cũng sẽ khuấy thật đều lên nhé. Sau khi cho sữa tươi vào khuấy đều và lúc này cái hỗn hợp sữa của mình nó còn ấm ấm khoảng 70 độ thì các bạn sẽ bóc hộp sữa chua vào, sau đó thì mình cho sữa chua vào trong cái hỗn hợp sữa tươi và sữa đặc, khuấy thật đều. Các bạn để ấm thôi nhá, nếu như mình để nóng quá thì nó sẽ bị hỏng cái phần sữa chua. Mình sẽ cho cái hộp sữa chua vào đây để làm men. Và sữa chua này thì các bạn cũng nên để ở nhiệt độ phòng trước khi mình làm khoảng 2 tiếng để cho nó hết lạnh nhé. Sau đó thì mình sẽ cho vào và khuấy thật đều lên. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp sữa ra một cái ca, sau đó thì rót vào trong những cái túi có bơ mà khi nãy mình đã đóng sẵn. Các bạn rót vào khoảng 2 phần của túi, sau đó thì mình dùng dây nịt mình buộc lại để có được những chiếc sữa chua túi nhé. Mình sẽ rót vào trong túi trước, sau đó thì mình mới đem đi ủ nhé.
Vậy là mình đã được một chiếc sữa chua túi rồi đấy. Các bạn cứ lần lượt rót vào túi và đóng như thế cho tới khi hết cái phần túi mình đã cho bơ vào là được nha. Sau khi đã đóng xong những túi sữa chua như này, bây giờ mình sẽ tiến hành đi ủ sữa chua nhé. Và hôm nay thì mình cũng sẽ ủ vào trong nồi cơm điện. Các bạn có thể sử dụng nồi cơm điện này hay là những cái thùng xốp. Các bạn sử dụng thùng xốp các bạn ủ sữa chua thì cũng rất là dễ. Và mình sẽ xếp lần lượt những chiếc sữa chua vào trong cái ruột của nồi cơm điện. Thùng xốp thì các bạn cũng sẽ xếp vào trong thùng. Sau đó thì mình sẽ sử dụng nước ấm để mình ủ sữa chua nhé. Mình sẽ xếp hết sữa chua vào trong nồi. Sau đó thì sử dụng nước ấm khoảng 60 cho tới 70 độ. Mình sẽ đổ ngập 2/3 cái túi sữa chua và cho vào trong nồi. Do trời thời tiết mùa này nắng nóng cho nên là mình sẽ không cắm nồi, mà sẽ đậy kín nồi và để như thế để ủ khoảng 8 tiếng. Nước thì các bạn pha một bát nước nóng cùng với lại 2 bát nước lạnh, để mình có được cái nước ấm ấm khoảng 70 độ mình ủ sữa chua nhé. Bây giờ mình sẽ cho nước vào nhé. Các bạn cứ để như thế mình ủ khoảng 8 tiếng là được. Các bạn ủ vào thùng xốp thì mình cũng sẽ cho nước như thế. Sau đó thì các bạn đậy kín thùng xốp lại và mình để yên khoảng 8 tiếng mình ủ, mình không động gì vào đấy. Nồi cơm điện thì cũng thế nhé. Đây là những chiếc sữa chua của mình và mình mới chỉ ủ được 6 tiếng thôi các bạn ạ. Nhưng mình lấy các bạn xem này, cái phần sữa chua của mình nó đã mềm, nó đặc, nó đông lại này. Khi mình dốc xuống thì nó không còn chảy nước nữa. Các bạn có thể thấy này, sữa nó mềm lại rồi và nó cũng đã đông lại. Thì bây giờ mình sẽ lấy những chiếc sữa chua này ra và cho vào trong ngăn đá của tủ lạnh nhé. Mình chỉ cần cho vào trong ngăn đá khoảng 3 tiếng thôi là mình cũng đã có thể ăn được rồi. Mới chỉ ủ 6 tiếng mà sữa đã có cái độ mềm, độ đặc của sữa rồi. Những chiếc sữa chua rất là ngon. Mình ủ vào trong nồi cơm điện này. Cái mùa này nó nóng cho nên là mình chỉ cần cho nước ấm vào đây. Sau đó thì đậy kín nồi cơm điện lại, không cần phải cắm nồi. Là ủ cũng rất là tốt. Các bạn có thể cho vào trong những cái thùng xốp các bạn ủ cũng được. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra và cho vào trong ngăn đá nhé. Mình cho vào cho sữa chua nó cứng lại một chút. Tất cả những cái sữa chua của mình nó đều đã đặc lại rồi đấy. Đây là những chiếc sữa chua của mình. Đó, mình sẽ cắt ra cho các bạn thấy nhé. Sữa chua rất là mềm mịn. Rất mềm và mịn, không bị đông đá, không bị răm đá nha các bạn. Đây là những chiếc sữa chua của mình sau khi mình đã bỏ vào trong ngăn đông nhé các bạn. Thì lúc này sữa chua đã đông lại rồi. Và sữa chua thì rất là mềm mịn, không cứng, không đông đá. Đặc biệt khi mình ăn thì nó có cái vị thơm thơm béo béo của bơ nữa. Các bạn hãy thử làm ngay những chiếc sữa chua như thế này cho gia đình mình thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.